thầy chính. Con đường mình rất là thích luôn. Mọi người đều có điều kiện làm sao quay lại đi ạ. Con đường chạy tuyệt vời, có nhiều trải nghiệm. Thôi bạn mẹ em rất ủng hộ cho Thunder. Thời tiết rất là tuyệt vời luôn. Lần đầu tiên chạy thì quang cảnh ở đây rất là đẹp. Không nha, lần này mình chạy lần thứ 3 rồi. Tuy là lần thứ 2 nhưng mà trải nghiệm gần như là nguyên vẹn như lần đầu. Today is an amazing day, an amazing race. It's time to run again. Bye. That there is so many great cuts.